Xin chào các bạn đang theo dõi. Nội dung của video này liên quan đến việc sử dụng thuốc bổ và một số sản phẩm đặc biệt cho trẻ. Liên quan đến một câu hỏi của mẹ gửi về cho bác sĩ đó là: em thấy trên thị trường quảng cáo rất nhiều loại thuốc, loại thực phẩm chức năng bổ sung cho trẻ. Được quảng cáo là có thể giúp trẻ phát triển chiều cao, giúp trẻ phát triển trí não, giúp trẻ tăng trưởng tốt hơn này, rồi giúp trẻ khỏe mạnh hơn, phòng tiêu chảy cho trẻ, phòng các cái bệnh đường ruột, phòng đường hô hấp. Thế là em thấy nó quảng cáo là rất nhiều công dụng và tác dụng rất tốt, thì em có thể mua những cái loại thuốc bổ này để về bổ sung cho con được hay không, để con khỏe mạnh hơn hay không. Rồi em cũng có nghe nói là nếu mà thiếu các cái vi chất ấy, thì con có thể có cái tình trạng chậm lớn này, hay rồi da xanh xao, rồi khó ngủ. Thì em không biết con thì khi nào thiếu hay như thế nào, em có cần phải xét nghiệm cho bé để xem có thiếu không, để bổ sung không, hay em có thể chủ động bổ sung cho em bé để đề phòng cái tình trạng thiếu này hay không. Đấy, trong thực tế có rất nhiều mẹ có câu hỏi liên quan đến cái chuyện thuốc bổ này. Thì các bạn thấy là chúng ta có quá nhiều quảng cáo, quá nhiều các cái sản phẩm, và sản phẩm nào cũng được quảng cáo là tốt và rất tốt trở nên. Thực tế thì cũng có rất nhiều mẹ là nghiện men vi sinh, nghiện vitamin tổng hợp, nghiện siro ăn ngon, rồi nghiện thuốc tăng cường sức đề kháng. Còn một số mẹ thì còn muốn chuyển hết từ sữa công thức sang cái sữa non cho con dùng nữa. Thế những cái thực hành này có đúng hay không, có tốt cho trẻ hay không? Xin trả lời với các bạn là đã là thực phẩm chức năng thì chúng ta không chắc chắn về tác dụng của nó. Đã là thuốc thì tất nhiên phải dùng trong trường hợp đặc biệt, tức là có bệnh, có vấn đề. Còn lại một em bé hoàn toàn khỏe mạnh, chúng ta hạn chế tối đa việc dùng thêm bất cứ loại thuốc hay loại thực phẩm chức năng nào. Hoàn toàn mọi thứ của em bé là lấy qua sữa mẹ và qua chế độ ăn uống. Đấy là một cái nơi thích hợp nhất và hiệu quả nhất. Tất cả mọi chất dinh dưỡng, mọi vi chất nó hấp thu qua cái đường ăn uống, qua thức ăn, qua thực phẩm ý, là nó dễ hấp thu nhất và hiệu quả của nó cao nhất, hơn nhiều so với loại thuốc, loại vitamin hay là các gọi là các loại quặng mà từ bên ngoài chúng ta đưa vào cơ thể. Nên cái quan trọng nhất với trẻ là chúng ta chú trọng đồ ăn. Thì quay trở lại cái thuốc này, ví dụ cái đầu tiên nhắc đến là cái men vi sinh, có tốt không, có cần thiết phải dùng không, và dùng như lúc nào, có tốt, có cần thiết trong trường hợp đặc biệt, có em bé khỏe mạnh không cần. Ví dụ điển hình như thế này, một em bé bố mẹ hoàn toàn không cần đến men vi sinh. Lý do vì sao? Khi mà bố mẹ nó nhận được cái vi khuẩn từ đầu bú mẹ này, từ ống dẫn sữa, và đây là nền tảng, là cơ sở hình thành nên cái hệ vi khuẩn khỏe mạnh trong đường ruột rồi. Thế một em bé bú mẹ hoàn toàn khỏe mạnh, không ốm đau gì, không dùng men vi sinh. Còn em bé sử dụng sữa công thức chỉ có thể cân nhắc tùy trường hợp, nhưng nó dùng nó vẫn ok, đường tiêu hóa nó bình thường, cũng không dùng thêm làm gì, chỉ có những cái biểu hiện về rối loạn đường tiêu hóa thì lúc này chúng ta mới cho em bé dùng men vi sinh thôi, chứ không có nghĩa là dùng càng nhiều càng tốt, vì men vi sinh nó tốt cho đường tiêu hóa thì chúng ta cứ bổ sung thường xuyên vào, càng nhiều càng tốt cho con thôi. Không phải, nếu nó đang khỏe mạnh, nó đang cân bằng bình thường mà chúng ta bổ sung thêm vào nó, thì chúng ta phá vỡ cái cân bằng vốn có của nó, nó làm giảm cái khả năng tự cân bằng của cơ thể đi, tức là chúng ta gây hại cho nó chứ không có tác dụng gì. Nên là hết sức chú ý cái chỗ men vi sinh này, chứ không phải là nó không có tí gì vô hại và chúng ta dùng càng nhiều càng tốt đâu. Cho đến hiện nay là thấy là rất hay, các mẹ rất hay dùng men vi sinh này, cái gì cũng men vi sinh, hơi một tí là men vi sinh, nên là cẩn thận cái này. Một cái thứ hai nữa mà các mẹ cũng hay dùng cho con đó là thuốc tăng cường sức đề kháng. Cái này có một số video mình đã nhắc đến các bạn rồi, để tăng cường sức đề kháng ấy, thực sự nó không phụ thuộc vào một loại thuốc nào, nó là cả một cái quá trình chăm sóc. Nếu thực sự có cái thuốc như vậy thì nó được ghi vào được giảng Nobel đi học mất rồi, thì có phải trao giải cho nó ngay. Có một số các loại thuốc là nó hỗ trợ điều trị trong cái quá trình từng bệnh lý cụ thể, mà hay nhất là nó hay liên quan đến cái bệnh đường hô hấp, tức là trong trường hợp cảm, cảm lạnh, cảm cúm là hay có một số thuốc hỗ trợ đường hô hấp này, nó chỉ có cái đấy thôi. Thế thì chúng ta chỉ dùng trong những cái giai đoạn con ốm, mà bởi vì em bé của chúng ta cái bệnh hay gặp nhất là bệnh đường hô hấp đấy, còn tiêu hóa và hô hấp, hai cái bệnh đấy là bệnh hình của con rồi. Và cái hô hấp là cái phụ huynh hay gặp phải nhất trong những lúc thời tiết trái mùa. Chúng ta cũng không lạm dụng, không dùng theo cái kiểu là dùng triền miên, dùng hàng ngày để tăng cường sức đề kháng cho con đâu, mà các bạn chỉ dùng trong đợt bệnh của con thôi. Sản phẩm này các bạn nhớ bất cứ hãng nào, bất cứ tên thuốc nào đều như vậy hết nhé. Cái thứ ba mà mình muốn nhắc đến là cái video này là nó liên quan đến cái sản phẩm sữa non. Gần đây có nhiều mẹ hỏi về cái đấy. Nó quảng cáo là này, tăng cường sức đề kháng này, tăng cường năng lượng này, sử dụng cho em bé suy dinh dưỡng và em bé nhạy cân. Thực sự thì hãy dùng đúng theo cái quảng cáo của nó, tức là cái khuyến cáo của nó. Cái sữa non là sữa đặc biệt này,
nó phù hợp hơn cho những em bé này sinh non này, sinh nhẹ cân này, rất đặc biệt. Và những em bé đang điều trị về các cái bệnh lý liên quan đến cân nặng, đến dinh dưỡng như thế này. Có em bé của bạn khỏe mạnh, hoàn toàn bình thường. Nếu sử dụng sữa công thức, hãy dùng sữa công thức chuẩn các bạn nhé. Đừng chuyển sang. Cái gì cũng vậy, sản phẩm đặc biệt, sản phẩm thì sẽ dùng cho những cái trường hợp đặc biệt. Còn lại chúng ta thông dụng, chúng ta bình thường, chúng ta khỏe mạnh bình thường thì hãy dùng những cái sản phẩm thông dụng bình thường. Đừng dùng một cái sản phẩm đặc biệt nào. Nó gây ra một cái khác đi cho cái đường tiêu hóa. Có thể nó sẽ bị phụ thuộc vào cái sản phẩm đấy, và khi xong lớn hơn khi tiêu thụ các cái sản phẩm thông thường khác nó sẽ gặp khó khăn. À, chúng ta không việc gì làm khó khăn cái đường tiêu hóa của con như vậy. Thế thì tóm lại đó là lời khuyên đưa ra cho các bạn, đó là mỗi em bé khỏe mạnh hoàn toàn bình thường, hạn chế tối đa việc sử dụng thêm các cái loại thuốc bổ sung từ bên ngoài, và sử dụng sản phẩm cho con hãy sử dụng sản phẩm theo kiểu công thức chuẩn. Cái vấn đề nhắc thêm một cái vấn đề này nữa liên quan đến kiểu là vitamin và yếu tố vi chất ấy, nó chỉ cần một cái lượng rất nhỏ thôi. Nó có cái vấn đề đó là các cái yếu tố vi lượng trong cơ thể nó cần một lượng nhỏ, nếu bạn cung cấp nhiều, cung cấp không đúng thì cái này nó sẽ cản trở cái kia. Tức là bạn cung cấp nhiều nó bị thừa ấy, nó cản trở hấp thu cái khác. Ví dụ như là thừa canxi thì giảm hấp thu sắt, và ngược lại, thừa sắt cũng giảm hấp thu canxi. Đó, nên là không phải là càng nhiều càng tốt đâu, nó phải có cái lượng nhất định. Nên cứ thấy là thuốc bổ mà chúng ta cứ bổ sung nhiều nhiều cho con thì không được. Vô tình có thể chúng ta làm cản trở cái quá trình hấp thu các cái dinh dưỡng khác của con. Nên tốt nhất đối với em bé mà nuôi bằng sữa mẹ thì cái chế độ ăn uống đa dạng của mẹ là ok nhất. Hoặc là mẹ uống các loại vitamin để cho em bé hấp thu qua cái sữa mẹ. Thế là nó vừa cân bằng về cái lượng mà nó đảm bảo cái chất lượng, cái này nó dễ hấp thu, dễ tiêu hóa hơn là cái việc chúng ta tự bổ sung bên ngoài cho con. Đó, nên các bạn thấy là cái gì cũng vậy, bổ không có nghĩa là càng nhiều thì càng tốt, mà đều phải dùng đúng mức và đúng theo cái chỉ định của bác sĩ, để tránh gây ra cái tình trạng là lợi thì không thấy mà nghĩ cái tiềm tàng những nguy hại cho cái sức khỏe của em bé của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.